Ngọc Ánh xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Bất Động Sản Nhà Tốt, Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội để nối tiếp những cái video tiếp theo về bất động sản sau 2 tháng nghỉ dịch và giãn cách. Thì hôm nay Ngọc Ánh sẽ gửi tới quý khách hàng một căn nhà tại phố Triều Khúc với cái thông số nhà như sau: diện tích là 35 m², thiết kế và xây dựng là 5 tầng và giá chào bán hiện tại là còn 3,3 tỷ đồng, sổ đỏ đầy đủ, chính chủ, giấy tờ pháp lý hợp lệ, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với khách hàng có nhu cầu. Ở vị trí của cái ngôi nhà này thì thuộc ngõ 68 Triều Khúc và nằm ở trên mặt ngõ thông mọi người nha. Ngõ thì 2 xe máy tránh nhau, cách với hồ Triều Khúc nó chỉ khoảng tầm 200 m thôi. Đây chính là cái phía đường ngõ trước nhà mọi người ạ. Đó, 2 xe máy tránh. Và với cái phần mặt tiền của ngôi nhà là 3,5 m, chiều sâu là 10 m. Cái ngôi nhà này rất là vuông vắn, 35 m². Toàn bộ mặt tiền của ngôi nhà toàn bộ ốp đá granite. Và cửa chính của ngôi nhà thì thiết kế 2 lớp cửa, bên ngoài là cửa sắt hộp sơn tĩnh điện và bên trong là cửa gỗ kính. Với vị trí của ngôi nhà này thì rất là gần với nhiều trường đại học nha mọi người. Trường Đại học Giao thông Vận tải, trường Học viện An ninh, trường Bưu chính Viễn thông. Rất là nhiều, xung quanh đầy đủ tiện ích, trường học mầm non cấp 1, cấp 2, chợ dân sinh. Vị trí đi lại thì rất là gần. Từ vị trí của cái ngôi nhà này đi ra tới Nguyễn Trãi, Thanh Xuân nó chỉ khoảng tầm 1 km thôi. Và đi lên phố, đi lên trung tâm rất là gần nha mọi người. Quý vị nào mà muốn biết thêm thông tin thì gọi ngay cho Ngọc Ánh theo số điện thoại phía trên màn hình nhé. Và đây là phần tầng 1 của ngôi nhà. Với phần tầng 1 của ngôi nhà thì chủ đầu tư thiết kế như sau. Phần Ngọc Ánh đang đứng ở đây là khu vực để xe riêng của căn nhà mọi người ạ. Và với hiện trạng của ngôi nhà hoàn thiện thì đã lên tới 100%, chỉ việc dọn đồ về và ở ngay thôi. Với cái phần hoàn thiện thì mọi người có thể quan sát phần gạch lát nền cũng như là xung quanh ở trong cái phần tầng 1 đây. Mọi người có thể nhìn qua giúp em, trần thạch cao, hệ thống đèn LED chiếu sáng, tiết kiệm điện đều đã được lắp đặt đầy đủ hết rồi. Gạch lát nền kích thước 60-60, hồ sơ điện, hồ sơ nước đã được hoàn thiện chỉn chu. Mời mọi người theo em vào cái căn phòng bếp của ngôi nhà. Thì ở đây chủ đầu tư có đặt sẵn một cái bộ bàn ăn thiết kế rất là hài hòa và hợp lý ở cái không gian phòng bếp này nha mọi người. Như mọi người nhìn thấy, cái căn nhà này với cái tầm giá phân khúc thì nó là hợp lý của khu vực mọi người ạ. Và cái thiết kế của ngôi nhà này thì vô cùng hiện đại. Cái tông màu chủ đạo của ngôi nhà là tông màu trắng, rất là sang và vào cái không gian nhà thì rất là thoáng và rộng. Mặc dù cái diện tích thì không phải quá lớn, chỉ 35 m² thôi, nhưng mà chủ đầu tư có tối ưu hóa cái công năng sử dụng, cho nên mọi người cứ cố gắng theo dõi hết video để xem căn nhà này thiết kế có hài hòa như Ngọc Ánh nói hay không nhá. Bếp đây mọi người ạ. Bếp thì là thiết kế là gỗ An Cương, rất là đẹp, chống mối mọt, chống cong vênh. Xung quanh bếp thì là đấy, ốp kính ốp bếp trang trí hoa văn nhã nhặn. Điện nước ở đây thì được lắp đặt đầy đủ rồi. Nhưng Ngọc Ánh chia sẻ quan trọng là vị trí mọi người ạ. Quan trọng nhất là vị trí, bởi vì sao? Bởi vì sao mà lại có những cái căn nhà ngoài 3 tỷ, 5 tỷ, 7 tỷ mà có những căn nhà với ở bên Ngọc Ánh chỉ có hơn 1 tỷ thôi. Và căn nhà này thì cái giá chào bán là 3,3 tỷ. Vị trí của nó phải nói là nó gần trung tâm mọi người ạ, nên nó mới có cái giá đấy. Tầng 1 của ngôi nhà có một phòng vệ sinh. Với phòng vệ sinh này thì thiết kế đầy đủ về hệ thống bồn cầu, lavabo cũng như là hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 5 tầng của ngôi nhà. Và ở phía trên tầng thượng của ngôi nhà đã có bồn nước 1 khối để sử dụng cho toàn bộ ngôi nhà. Và phía dưới tầng 1 của ngôi nhà là có bể ngầm 2 khối 8 rồi mọi người nhá. Đó. Tiếp theo mời quý vị theo em lên trên phía tầng 2 để tham quan xem ngôi nhà này thiết kế như thế nào nhé. Xin mời mọi người. Bước lên trên phía tầng 2 của ngôi nhà mọi người ạ. Với cái căn nhà thì thiết kế khá là độc đáo, rất là thoáng. Toàn bộ tay vịn cầu thang thì được thiết kế là gỗ lim. Và ở phần dưới trang trí là inox 304 mọi người nha. Trên tầng 2 của ngôi nhà thì quý vị có thể nhìn thấy ở đây, Ngọc Ánh sẽ quay rất là chi tiết một chút. Nhưng mọi người có thể nhìn thấy với cái tầng 2 của ngôi nhà thì chủ đầu tư thiết kế theo cái không gian lửng. Cái trên tầng 2 là theo cái tầng lửng ấy mọi người ạ, hiện đại. Và có một cái khoảng không ở đây rất là thoáng. chủ đầu tư cũng trang trí đầy đủ những cái mà thiết bị cho ngôi nhà này. Phần tầng 2 thì được lát toàn bộ là sàn gỗ công nghiệp. Đó. Và cái không gian này thì là chính là để làm phòng khách mọi người ạ. Làm phòng khách sinh hoạt chung cho ngôi nhà rất là hợp lý, xinh xắn và ấm cúng. Cái không gian của cái ngôi nhà này vừa thoáng nhưng mà lại rất là ấm cúng nha mọi người. Đấy. Và cái phần ngăn cách giữa cầu thang và cái phòng khách thì là có một cái vách CNC ở đây. Trang trí. Đây là tầng 2 của ngôi nhà, đều được hoàn thiện đầy đủ về phía trần thạch cao cũng như là hệ thống trần, hệ thống đèn LED chiếu sáng tiết kiệm điện. Vậy thì tầng 3 của ngôi nhà thiết kế như thế nào? Mời quý vị theo em lên trên phía tầng 3, 4 của ngôi nhà nhé. Trên phía tầng 3 của ngôi nhà thì được thiết kế 2 phòng ngủ và 1 phòng vệ sinh mọi người ạ. Mời mọi người theo em vào phía căn phòng ngủ đầu tiên của ngôi nhà. Với cái ngôi nhà này thì hướng nhà là hướng Đông Bắc, cũng rất là mát. Và đồng thời thì nó nằm ở trên mặt ngõ, bởi vậy nên cái cửa sổ hướng ra bên ngoài rất là thoáng nha mọi người. Không bị cái nhà nào chắn cả. Đó. Như mọi người quan sát ở trên video thì thực tế luôn là Ngọc Ánh quay như thế nào thì mọi người đến xem là như vậy. Với tầng ngủ tầng 3 này thì mọi người ạ, cái phòng ngủ này rất là vuông vắn, dễ dàng kê đồ đạc ở bên trong phòng nha mọi người. Toàn bộ cửa thông phòng của ngôi nhà thì được thiết kế là gỗ lim, rất là chắc chắn. Và phòng nào cũng được thiết kế là cái hệ thống đèn LED chiếu sáng tiết kiệm điện. Và với cái căn phòng ngủ này thì chủ đầu tư lắp đặt sẵn cho mình một cái bộ rèm cửa rồi. Màu sắc thì cũng khá là nhã nhặn và hài hòa so với cái tông màu sơn cũng như là cái phần sàn gỗ mọi người ạ. Đây là căn phòng ngủ thứ nhất. Vậy thì mời quý khách hàng theo em sang khám phá căn phòng ngủ thứ hai. Đây chính là căn phòng ngủ thứ hai, là căn phía bên trong. Đấy. Ở đây là có cửa sổ mọi người nhá, cũng rất là thoáng. Tất cả các phòng ngủ của ngôi nhà thì chủ đầu tư đều thiết kế sẵn ống chờ, dây chờ và át chờ điều hòa riêng cho từng căn rồi. Bởi vậy nên là với cái ngôi nhà này thì quý vị chỉ việc dọn đồ về và ở ngay thôi. Và cái căn phòng ngủ này, cái không gian phòng ngủ mọi người có thể nhìn thấy chủ đầu tư khá là chi tiết và tỉ mỉ, thiết kế trần phào cũng như là trang trí cho cái không gian phòng nó rất là ấm cúng. Cũng như là mọi người có thể nhìn thấy không, bước vào cái không gian phòng này cũng rất là thoáng nha mọi người. Cửa thông phòng kia. Và cái diện tích cái căn phòng ngủ này thì nó khoảng tầm 11-12 mét nha mọi người. Phía tầng 3 này, ngoài 2 phòng ngủ ra thì còn thiết kế 1 phòng vệ sinh nữa. Mời mọi người theo em và thêm phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh của ngôi nhà đây. Với cái phòng vệ sinh nhỏ nhắn xinh xắn này thì là chủ đầu tư có thiết kế đầy đủ cái cabin tắm riêng, hệ thống CNC tắm nóng lạnh, hệ thống hút mùi cũng như là bồn cầu và lavabo, đầy đủ chi tiết những cái hệ thống thiết bị vệ sinh để đáp ứng cho mọi người sử dụng theo từng tầng. Mời quý vị theo em lên trên phía tầng 4 của ngôi nhà nhé. Và với tầng 4 của ngôi nhà này thì thiết kế cũng tương tự như tầng 3 mọi người ạ. Gồm 2 phòng ngủ và 1 phòng vệ sinh. Như vậy với cái tầng 4, toàn bộ ngôi nhà này thì có tổng là 4 phòng ngủ mọi người nha. 4 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 1 khu vực để xe, 1 phòng thờ và 1 sân phơi riêng biệt. Đó. Quan trọng nhất là vị trí. Vị trí của nó thì thuộc phố Triều Khúc, đi lên với trung tâm Hà Nội cũng rất là gần. Xung quanh thì rất là nhiều trường đại học, nhiều tiện ích sinh hoạt, gần với bệnh viện, gần với những cái trung tâm thương mại lớn. Và đặc biệt thì tất cả những cái video Ngọc Ánh quay gửi tới mọi người ấy, thì về pháp lý đã có đầy đủ hết sổ đỏ chính chủ rồi, giấy phép xây dựng từng căn. Và căn nhà nào thì chủ đầu tư cũng có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với khách hàng có nhu cầu lên tới 80% giá trị của căn nhà mọi người nhé. Mọi người muốn biết thêm thông tin thì gọi điện ngay cho em để được tư vấn nhanh nhất có thể. Đây là căn phòng ngủ tiếp theo. Ở cái tầng 4 này thì khác biệt hơn một chút so với tầng 3. Chính là cái việc chủ đầu tư không lát sàn gỗ nữa, thay vào đấy thì là lát gạch kích thước 60-60 vân sáng, tạo cho một cái không gian ở trên tầng 4 nó khác hơn so với tầng 3. Đó. Và tầng 4 cũng vậy, có một nhà vệ sinh tương tự như tầng 3, đáp ứng đầy đủ công năng cho mọi người sử dụng theo từng tầng. Và phần còn lại của ngôi nhà đó là tầng 5. Mời quý vị theo em lên trên phía tầng 5 của ngôi nhà nhé. Bước lên phía tầng 5 của ngôi nhà mọi người ạ. Thì ở đây chủ đầu tư có thiết kế một cái ô giếng trời để lấy thoáng xuống toàn bộ khu vực cầu thang. Và như mọi người có thể nhìn thấy đây, hệ thống tay vịn cầu thang từ phía dưới tầng 1 lên trên tầng 5 là chủ thiết kế như thế này mọi người ạ. Có thể nhìn qua video là mọi người đã có thể cảm nhận được rồi. Và cái tầng 5 thì thiết kế là gồm một phòng thờ và một sân phơi. Đây chính là phần phòng thờ của ngôi nhà. Đó, vuông vắn đẹp. Cái diện tích của ngôi nhà này 35m, mặt tiền 3,5 m, chiều sâu 10m nha mọi người. Ở đây một cái không gian mọi người có thể kê đồ đoàn, để đồ ở trên này khá là hợp lý. Và phần còn lại đó chính là cái khu vực sân phơi. Đây, mời quý vị theo em ra phía sân phơi. Rất là thoáng. Xung quanh của ngôi nhà thì với để mà nói đến cái phố Triều Khúc này thì em nghĩ rằng ai cũng biết đến cái phố Triều Khúc này, bởi vì xung quanh nó có quá nhiều trường đại học cũng như là trường cao đẳng, rồi là những cái tiện ích xung quanh. Và ở đây thì là cái phần để máy giặt mọi người nhá. Đấy, không gian phơi phóng khá là hợp lý. Vị trí của ngôi nhà và giá chào bán là 3,3 tỷ. Quý vị muốn biết thêm thông tin chi tiết hơn nữa về vị trí ngôi nhà này, đặc biệt bên Ngọc Ánh còn có rất nhiều căn, nhiều vị trí khác, thì mọi người gọi điện cho em theo số điện thoại phía trên màn hình 0983 013 403 hoặc 0888 041 444 để nghe tư vấn cũng như là biết thêm được nhiều thông tin bất động sản hơn nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.